có thể sàng lọc tim bẩm sinh ở tuổi thai 18 tuần. Hiện nay trong các bất thường bẩm sinh ở trẻ thì tim bẩm sinh là một trong các bệnh lý có tỷ lệ xuất hiện cao nhất, khoảng 1%, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đa số các trường hợp tim bẩm sinh trẻ cần phải phẫu thuật sau sinh. Nhiều bệnh lý tim bẩm sinh nặng đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ ở nhiều chuyên ngành trong hồi sức, cấp cứu trẻ ngay sau sinh. Vì vậy, siêu âm sàng lọc, chẩn đoán bệnh lý tim bẩm sinh ngay trong thời kỳ bào thai đóng một vai trò hết sức quan trọng. Siêu âm chẩn đoán bệnh lý tim bẩm sinh trong thời kỳ bào thai là một kỹ thuật siêu âm nâng cao được thực hiện bởi các bác sĩ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao. Việc phát hiện sớm các bất thường tim trong thai kỳ nên được chẩn đoán một cách thận trọng, tư vấn trước sinh kỹ càng và có một chiến lược theo dõi, quản lý thai nghén đặc biệt cũng như kế hoạch hồi sức tích cực sau sinh. Để phát hiện các dị tật tim bẩm sinh cần thực hiện siêu âm 4D ở quý 2 của thai kỳ khi tuổi thai từ 21 đến 24 tuần. Hiện nay tại những cơ sở sản khoa với trang thiết bị máy móc tốt và các bác sĩ được đào tạo bài bản thì dị tật tim bẩm sinh bắt đầu có thể sàng lọc và phát hiện ở tuổi thai 18 tuần. Do các bệnh lý tim bẩm sinh là những bệnh lý phức tạp, siêu âm trước sinh hiện nay chỉ có thể phát hiện từ 60 đến 80% các bệnh lý này. Sau sinh trẻ cần được kiểm tra sức khỏe bởi các bác sĩ sơ sinh cũng như làm thêm các sàng lọc để tránh bỏ sót các bệnh lý tim bẩm sinh. Các bà mẹ nên chú ý tới 3 thời điểm vàng để siêu âm: lần thứ nhất tuổi thai từ 12 đến 14 tuần, 12 tuần, thứ hai từ 21 đến 24 tuần, 22 tuần và từ 28 đến 32 tuần, 32 tuần. Đặc biệt, ở tuổi thai 12 đến 14 tuần, việc siêu âm sẽ giúp phát hiện sớm các dị tật lớn ở thai nhi như các bất thường về hệ thần kinh trung ương, thai vô sọ, não lộn ngoài, vân vân. Hay các bất thường khác như thoát vị rốn, khe hở thành bụng, một số dị tật về chân, tay. Ngoài ra, việc đo khoảng sáng sau gáy tại thời điểm này kết hợp với xét nghiệm sàng lọc double test có ý nghĩa rất quan trọng trong sàng lọc một số hội chứng rối loạn di chuyển hay gặp như hội chứng đau, hội chứng Edwards, hội chứng ba tao. Siêu âm ở tuổi thai 21 đến 24 tuần là lần siêu âm giúp phát hiện hầu hết các bất thường hình thái ở thai nhi, trong đấy có các bệnh lý tim bẩm sinh. Lần siêu âm lúc thai được 28 đến 32 tuần là lúc đánh giá sự phát triển của thai trong tử cung, đồng thời cũng là thời điểm khảo sát tiếp một số bất thường ở khác ở thai nhi. Tuy nhiên, việc siêu âm quá nhiều lần khi mang thai là điều không cần thiết và tốn kém cho thai phụ. Các thai phụ nên đi khám thai siêu âm theo lịch hẹn của bác sĩ, đặc biệt không nên bỏ qua 3 thời điểm vàng trong siêu âm để phát hiện sớm các bất thường ở thai nhi, để có được sự tư vấn từ bác sĩ và có một kế hoạch quản lý thai nghén phù hợp.